Dạ dạ dạ. Ừ, có gì anh Linh cho em mượn mấy ga, tại em tưởng ở đây là trời nắng á. Fan đẩy thuyền cực mạnh khi Hoa hậu Thủy Tiên sang Angola làm từ thiện với lời dặn ấm lòng của Quang Linh: em nhớ mặc ấm nha, ở đây trời đang lạnh. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Ánh Sao Vàng, chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, được đánh giá là một trong những nàng hậu rất được lòng công chúng, hội tụ đủ các yếu tố về nhan sắc, trí tuệ và ngoại ngữ. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên còn được khen ngợi khi thường xuyên làm việc thiện, đem đến nhiều điều kiện tốt đẹp cho học sinh Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thủy Tiên đã có cơ hội đến nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện các dự án cộng đồng. Trong tháng 7, người đẹp sinh năm 1998 có chuyến sang Angola để kết hợp với YouTuber Quang Linh làm nhiều chiến dịch thiện nguyện. Nhân dịp này, cộng đồng mạng và fans của hai bạn trẻ lại được dịp đẩy thuyền cực mạnh. Tuy nhiên, chưa kịp đẩy thì chiến hạm này đã tự căng buồm ra khơi. Cộng đồng mạng lụi tim khi Quang Linh Vlog ân cần dặn ra người đẹp: em nhớ mặc ấm nha. Giữa tháng 7 năm 2022, Thủy Tiên đã có chia sẻ trên trang cá nhân sẽ bay sang Angola, một đất nước nghèo ở khu vực Nam Phi, để giúp người dân xây dựng giếng nước. Đây là một trong những kế hoạch đã được lên lịch thuộc dự án thiện nguyện của Thủy Tiên sau khi đăng quang. Đến hôm 8 tháng 7 vừa qua, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã bay sang Angola để thực hiện chuỗi chương trình từ thiện của mình tại đây. Sang Angola với nhiều dự định mới, tuy nhiên Thủy Tiên lại gặp một sự cố ngay khi vừa đáp xuống sân bay. Theo lời kể của nàng hậu trên livestream mới đây, cô đã bị hải quan giữ lại không rõ lý do. Thủy Tiên cũng cố gắng trao đổi với nhân viên bằng tiếng Anh, nhưng vì người dân ở Angola chỉ nói tiếng Bồ Đào Nha, nên cả hai không hiểu đối phương nói gì. Trong khi đó, trợ lý của nàng hậu lại qua cửa hải quan rất dễ dàng. May mắn nàng hậu cũng đã gặp được một người Việt Nam đi cùng và được hỗ trợ trao đổi với nhân viên hải quan. Nhờ đó, Thủy Tiên mới được nhập cảnh. Ngoài câu chuyện sự cố, khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Thủy Tiên khi để mặt mộc, chỉ dùng son khi livestream. Nàng hậu Việt gây sốt bởi nhan sắc đẹp, trẻ trung và đầy năng lượng. Bên cạnh đó, Thủy Tiên vẫn dùng đôi dép tổ ong màu xanh nõn chuối quen thuộc để dạo phố quanh thủ đô Luanda, Angola. Trong chiến dịch từ thiện ở Angola lần này, Thủy Tiên còn đồng hành với Quang Linh, thanh niên người Việt nổi tiếng với những video về cuộc sống ở châu Phi. Trước đó, Quang Linh cũng chia sẻ clip giúp người dân ở nhiều bản làng nghèo đào hai giếng nước sạch. Được biết, cả hai giếng nước này đều do Hoa hậu Thủy Tiên đứng ra tài trợ dưới sự kết nối của Quang Linh. Hoa hậu Thủy Tiên kể về kế hoạch làm thiện nguyện của mình tại Angola. Tiên quyết định sẽ thực hiện xây hai giếng nước sạch tặng cho bản Jamba, Bailundo, Huambo, Angola với mong muốn nâng cao đời sống cho tất cả các hộ dân sinh sống trong vùng đất này và hy vọng sẽ cung cấp đủ nước cho hơn 300 hộ dân sinh hoạt nơi đây. Ngay khi thông tin này được lan truyền, dân tình không khỏi phấn khích bởi trước đây, đông đảo mọi người đã ship thuyền nhiệt tình Thủy Tiên và Quang Linh. Mới đây, Thủy Tiên đã đăng tải đoạn clip gọi điện cho Quang Linh Vlog trên đường đến Angola, châu Phi. Cả hai đã hẹn gặp mặt nhau để cùng hợp tác cho dự án thiện nguyện tại Angola. Cuộc trò chuyện ngọt ngào thân mật của hai người khiến fan hâm mộ trèo thuyền ầm ầm vì quá tình cảm. Trong lúc trò chuyện vui vẻ về chuyến hành trình sắp tới sau khi đáp máy bay, sẽ làm ăn gì đó rồi sau đó sẽ đến nơi khởi công khoan giếng. Quang Linh còn tếu táo nói rằng, anh vẫn còn đi học mà, anh học đại học bên này. Nghe vậy, nàng hậu cũng phải giật mình ngạc nhiên, hỏi lại để xác minh. Sau khi biết đó là đại học nông nghiệp, cách nói vui về dự án trang trại mà các anh đang tiến hành, nàng hậu mới vỡ lẽ bật cười thích thú. Trời, đại học nông nghiệp, anh đi trồng cây đó hả? Quang Linh Vlog còn vô cùng ân cần dặn dò Thủy Tiên, nhớ mặc ấm nha, ở đây trời đang lạnh. Thủy Tiên nói không mang quần áo ấm vì nghĩ châu Phi sẽ nóng. Quang Linh còn nhanh chóng đề nghị sẽ cho nàng hậu mượt áo khiến ai cũng cảm thấy ấm áp. Nắm lấy cơ hội, cộng đồng mạng lại tranh thủ đẩy thuyền, ai cũng yêu mến cặp đôi giản dị mà lại vô cùng đáng yêu này. Bạn Hiền Nguyễn bình luận, hóng thật chứ, cái cặp đôi mới nhú, chưa biết đi đến đâu mà vẫn muốn đẩy thuyền. Chúc anh em và Hoa hậu Thủy Tiên làm được nhiều việc thiện ý nghĩa và nhiều may mắn, chúc mọi người sức khỏe. Bạn Thắng Ngô cho hay, Angola thời tiết lạnh, đã có Quang Linh sưởi ấm trải nghiệm cùng team Quang Linh, chắc chắn là ấm áp đó. Chúc các bạn thành công trong việc thiện nguyện tại Angola nhé. Tài khoản Hằng Lê để lại lời chúc.
chúc mừng Hoa hậu Thủy Tiên đã có chuyến đi Angola tốt đẹp, gặp team Quang Linh Châu Phi lại càng đẹp hơn. Chúc sức khỏe mọi người. Tài khoản Hà Trần cũng bày tỏ, các cháu cứ vậy, cứ làm những gì con tim mách bảo. Mọi người trân quý tấm lòng nhân hậu của các cháu rất nhiều. Bạn Nga Vũ cho biết, một vài ngày trải nghiệm tại đất nước Châu Phi kết hợp với chuyến công tác vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn em, Hoa hậu Thủy Tiên đã giúp đỡ những phần quà ý nghĩa cho người dân, tận mắt chứng kiến những công việc thường ngày của Quang Linh và team Châu Phi. Mong tình bạn của các em mãi bền lâu để cùng nhau trên hành trình thiện nguyện. Nickname Mai Trần bày tỏ cảm xúc. Tôi rất ấn tượng tốt đẹp về bản chất của đôi trai tài gái sắc, Hoa hậu Thủy Tiên, Quang Linh. Các bạn rất thân thiện, gần gũi, hòa đồng đến mộc mạc, xóa đi sự ngăn cản giữa người nổi tiếng và quần chúng cộng đồng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Quang Linh Vlog được biết đến là người thường xuyên làm các công việc thiện nguyện tại Châu Phi. Cách đây vài tháng, anh đã về nước và có sự hợp tác với Hoa hậu Thủy Tiên trong dự án mới. Kể từ khi công khai dự án này, cặp đôi thường xuyên xuất hiện trò chuyện, livestream. Vào ngày lễ tình nhân tháng 2 đầu năm, Quang Linh Vlog và Hoa hậu Hòa Bình Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã có một buổi livestream cùng với nhau. Trong quá trình nói chuyện, cặp đôi liên tục có những tình huống và câu chuyện hài hước, thu hút sự chú ý của dân tình. Đặc biệt, ngồi bên cạnh người đẹp, Quang Linh Vlog không ít lần nhận định bản thân cảm thấy hồi hộp hay có chút lo sợ. Biểu cảm ngại ngùng của nam YouTuber khiến nàng hậu có phần bối rối và liên tục cười lớn, nhìn cặp đôi xuất hiện sát nhau và cười tươi rói. Không ít cư dân mạng nhận định họ trông có tướng phu thê. Cũng từ đây, nhiều người thậm chí còn đẩy thuyền mong rằng hai anh chị nghĩ tới trường hợp tìm hiểu và thành cặp. Cũng từ đây, hình ảnh cặp đôi được chia sẻ rầm rộ khắp cộng đồng mạng với nhiều lời nhận xét có cánh. Cặp đôi này mà lấy nhau tôi có thể con đẻ ra, sau này làm từ thiện tận cung trăng sao hỏa luôn, quá đẹp đôi. Anh Linh đẹp trai, chị Tiên xinh gái, đôi này mà đổ nhau thì em nguyện kiên nhẫn đẩy thuyền nhé. Nhìn hai anh chị nói chuyện đẹp đôi lắm, cặp này mà yêu nhau thì khỏi phải nói luôn nhé. Anh Linh tính tình thì thích chị Tiên cũng rực rỡ. Chẳng kém, trai tài gái sắc là đây, nhào vô, nào anh chị em ơi. Chia sẻ với báo chí, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên cho biết, Quang Linh Vlog đã gây ấn tượng với cô nhờ hoạt động thiện nguyện thiết thực ý nghĩa của anh tại vùng đất Châu Phi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Linh là người có gương mặt hiền khô, thân thiện và dễ mến. Lần đầu liên hệ hợp tác với anh đúng vào thời điểm tôi mới trở về Việt Nam sau hành trình đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 nên tôi cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, anh Linh đã luôn hết mình trong mọi công việc. Anh cũng rất giàu năng lượng và khiến cho tôi cảm thấy khá thoải mái khi làm việc chung. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên cũng chia sẻ thêm, cô ngỡ ngàng khi dân mạng rầm rộ lan truyền những hình ảnh, clip của cô bên Quang Linh Vlog khi cả hai cùng tham gia sự kiện. Tôi và anh Quang Linh Vlog đều rất hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé cho cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn. Thật sự, đây là dự án tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Tôi và anh Linh sẽ trực tiếp thực hiện dự án từ thiện này. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng tham gia dự án thiện nguyện này cùng chúng tôi. Chúc cho dự án thiện nguyện của anh chị sẽ luôn thành công rực rỡ. Mong rằng với những hoài bão của mình trong tương lai, Quang Linh cùng Thủy Tiên sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, những kế hoạch dự án ý nghĩa và có ích cho xã hội. Còn bạn có suy nghĩ gì về cặp đôi Quang Linh Thủy Tiên? Hãy chia sẻ góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích nhất. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.